em là báo nhiêu cũng xong. Em phải ăn cái đùi to, cánh to. Alo, bạn à, hôm nay có gì không? Hả? Đi uống tạp tư á? Ui, đi luôn. Yeah. Lắm rồi, đâu có thời gian rảnh đâu mà đi uống. Rồi việc nhà lu bù hết cả đi. Rồi ok nhá, tớ đến luôn đây. Thôi đi luôn thôi. Thằng ơi. Tí hồi bố rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, lau bàn, quét sân nhá. Vâng. Nắm miệng này đi làm sao đi chơi được nhở? À, em cúi. Có cách rồi, mình dùng em cúi được. Vào game nào. Cún ơi cún. Đi hộ chị quét cái sân nhá, chị rửa bát mãi chưa xong. Giời ơi, bố đã phân chia công bằng hai chị em mình trong nhà rồi. Chị bố bảo chị làm thì chị làm đi, em phải đếm kẹo này, không có nhiều cái kẹo này. Đếm nhiều kẹo ăn cái nào mới hết đây này. Thật đúng à, suốt ngày em được ngồi chơi, bố đúng là thiên vị, mình làm bao nhiêu việc. Cũng một cái thôi. Xuống ra đây ăn kẹo của mình nhá. Mà chị không thèm đâu. Ai gì? Chị vào cái nhà đi. Gà rắn nghe em xem. Có chứ, gà rắn này ngon ngon. Ăn. Thế bây giờ ấy, đi hộ chị làm hết việc nhà đi. Mấy cái việc mà công việc của chị ấy, xong là bố bảo làm cái gì thì làm hết cho chị nhá. À, chị vừa có bạn gọi điện đi chơi rồi, chị đi chơi về em chị mua gà KFC cho em ăn. Hai chị em mình ăn. Thật nhá. Không lừa em đâu ấy. Yeah. Chị nhanh về nhá. Thế em đi làm giúp chị nhá. Có gì mà bảo bố giúp chị nhá. Ừ, nhanh về. Đừng ăn gà rán gà FC. Mệt thế nhở? Hằng ơi. Bố gọi chị ăn cái gì ấy? Bảo chị Hằng cất quần áo tí mưa nhá. Ok bố, để con lấy thôi. Con để luôn. Hằng ơi. Dạ. Bảo chị Hằng tí nữa lau bàn sạch sẽ nha, tí bố tiếp khách. Vâng ạ, để con. Mệt quá. Gà rán. Phải cố mà mình không để. Mình làm xong rồi phải cố gà rán, không thể bỏ cuộc được. Hằng ơi. Dạ. Bảo chị Hằng tí nữa nấu cơm sớm nha, tí bố có việc. Đúng là chị Hằng làm ở nhà nhiều việc thật, vất vả thật đấy. Bố sai liên tuệ. Thôi, tí ăn hết bữa gà rán hôm nay của chị Hằng từ sau mình nữa. Không bao giờ làm việc của hộ chị Hằng nữa. Mệt lắm rồi. Yeah. Ví dụ đi ăn gà rán thôi. Nà chị đếm được cháu. Đấy. Chị ơi, hôm nay việc của chị giao cho em nhàn lắm chị ạ. Em làm vẹo hết rồi, tinh kìa. Thế hả? Ừ. Chị ăn gà rán thôi chị, ăn gà rán thôi. Gà rán đây rồi. Em xuống lấy đĩa đi. Ok. Cứ tưởng mình mua gà rán cho em đấy thật. Nhưng mà không đơn giản là thế đâu, tí nữa các bạn không biết nhá. Làm hết việc nhà cho mình thật rồi. Bình thường bố toàn say mình thôi, chẳng xem phún gì cả. Mệt ơi là mệt đấy. Mình đã chuẩn bị cả một chiếc cánh gà và một chiếc đùi gà đặc biệt cho em cún. Rồi, đĩa đây chị ơi, đĩa đây, đĩa đây. Làm ơn đĩa đây, chị để đó. Chị cần cả hai cái á. Ê, cầm cho chị nữa đây. Chị mua nhiều không? Chị mua nhiều. Đấy. Ôi, để em nữa. Đây, có 4 cái này, em lấy cái nào? Em làm bao nhiêu công sức. Em phải ăn cái đùi to, cánh to. Được, không sao, chị biết ở nhà em vất vả mệt nào rồi chứ chị ăn hai cái bé này cũng được. Ừ. Thế còn tương ớt em chọn thế nào? Thế không là ăn tương gà như? Không, tương ớt rồi. Thế chị 3 gói ạ? Thôi chị, ai quá, em lấy tương ớt chấm 2 đùi to là quá. Bây giờ mình thi xem ai ăn xong trước không? Ôi giời ơi, cái này cứ tí tí của chị, em chắc chị ăn trước thì em ăn vèo hết. Đứa ấy là mệt lắm rồi này, ăn hết à luôn. Ừ. Thế chị ăn trước nhá. Ừ. Chị cho tương ớt vào này. Cho luôn rồi à? Ừ.
Nhìn đi em này. Quẹt. Gì nhỉ? Sao gà được gì nhỉ? Gà đây. Sao vậy nhỉ? Sao gà này? Đôi gà to là như thế mà. Sao không muốn gì gà nhỉ? Ăn gạo chứ ăn gạo em hả không? Đừng biết. À Giang ơi, sao em ăn cả đùi cả cánh kiểu gì ấy? Sao nó kiểu quá, mình kiểu gạo với chị ạ? Gạo á? Chị hỏi em này, gà có phải ăn gạo không? Đúng rồi. Thế nên bây giờ chị đổi gà thành gạo thì nó cũng như nhau mà đúng không? Chị cho em phải không? Sao lại có gạo ở đùi gà, sao gạo đây? Đúng rồi. Ôi dồi ôi, mình làm cả người sáng rồi. Trả đùi gà của chị cho em. Trả đùi gà chị ơi. Run. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.